Ok, hello tất cả mọi người. Và đây là The Five Boys. Ok, ok, và tụi mình trở lại với mọi người đây. The Five Boys. xin chào tất cả mọi người nha. Đây là The Five Boys, là một nhóm nhảy vừa mới thành lập gần đây, nhưng mà tụi mình qua không làm mất thời gian nữa. Ok, bây giờ The Five Boys sẽ bắt đầu bước vào chương trình freestyle của từng thành viên trong tổ đội. Ok, đầu tiên xin mời một. Yeah 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 yeah. Nam em nói sau đó là karma. Hello, hello, hello. Thank you, cảm ơn Tỉnh Tỉnh đã follow nhà sáng tạo Lan. Cảm ơn. Yeah, và bây giờ là đến với chương tiết mục chính của chương trình rồi. The Five Boys muốn gửi đến cho mọi người là một hello, hello tất cả mọi người nha. The Five. Ok. Hello, Benzi nha, Benzi ơi, Benzi đã quay lại với The Five Boys rồi mọi người ơi. Nhóm The Five Boys sẽ nhảy các bài nhóm để gửi tặng cho mọi người. Yeah, đó là vũ điệu lạc lá. Mọi người nhảy một cái thời gian lại nha. Nếu như mà mọi người yêu thích thì đóng của mình cũng mình sẽ gửi tặng những trái tim của mọi người đến với The Five Boys. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hello, hi, hello. Yeah, ok mọi người ơi, mọi người thấy sao mọi người? Nếu như mà mọi người yêu thích The Five Boys thì hãy chia sẻ phim like này và cho The Five Boys xin vài quả tim của mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người. Cho MC mời anh Vũ à. Xin chào mọi người, đây là nhóm The Five Boys. Wow, anh Vũ là một trong những người anh có cái lượng cơ bắp rất là lớn nha mọi người. Nên là anh Vũ còn rất là khỏe. Và phía trên của mình thì có những cái phần quà đó, thì nếu mà anh em yêu thích anh nào thì có thể gửi cho người đó. Anh Hoàng là một trái tim, anh Vũ là một cái visioning, anh chơi game để đáp ứng yêu cầu của mọi người. Xin mời tất cả mọi người lên nhảy nhóm một bài ạ. Cảm ơn Ly Cà Phê Đoạn cho thích phim like. Và đây là bài Nàng Lá. Yeah, nếu như mọi người yêu thích The Five Boys thì hãy chia sẻ và ấn tin cho The Five Boys nha. Cảm ơn mọi người. Cái này là chúng ta sẽ tặng cho mọi người nha mọi người ơi. Trước nữa mọi người có thể tặng quà riêng cho các anh, sau đó các anh sẽ nghĩ theo yêu cầu của mọi người. Nếu như mà mọi người thích anh nào thì cứ gửi tặng qua mà. Yeah, anh Hoàng là một trái tim, anh Vũ là một bên kem, anh Cường là một con hoa phượng cho mọi người. Và còn rất là nhiều
chương trình hấp dẫn phía sau nữa. Mong mọi người nén lại một ít thời gian để cùng với The Bye Bye Boy thoải mái sợ chết buổi chiều hôm nay nha. Và tiếp theo xin mời anh Vũ. Yeah, và anh Vũ có một vài bài muốn gửi đó cho mọi người. Yeah, và một cây kem Michelin của chị Dung đã dành cho anh Vũ. Chị Dung rất nhiều. Yeah, ok, và anh Vũ sẽ nhảy một bài để tặng ha. Đây nhớ là Bye Bye Boy chỉ mang đến sự giải trí cho mọi người thôi. Nếu mọi người thích thì hãy cho một tiếng một chia sẻ. Nghe cái mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Xin thấy thì lạnh lùng, còn anh Vũ thì là một người đàn ông mạnh mẽ, vạm vỡ. Ok. Bài tiết 1 The Bye Bye Boy muốn gửi cho mọi người bài tiết 1 và freestyle từng thành viên. Ok, xin mời tất cả các anh đứng dậy ạ. Ok, đầu tiên là anh Vũ muốn gửi đến mọi người bài hiệu freestyle nha mọi người ơi. Mọi người cứ thoải mái nha, đó phía trên của mình đều có những cái phần quà dành cho các anh, đều có thể và đây là anh Vũ nha mọi người ơi. Anh Vũ có còn rất là nhiều năng lượng nha và nhiều tài để còn giấu đó. Anh Phùng ơi, anh Phùng chuẩn bị nha, anh Phùng ơi. Chắc là anh Phùng sẽ chuẩn bị để xin đi bơi. Bây giờ mọi người còn sung sức lắm nên là cứ thoải mái mà hành cái đó là điểm chay. Hello, xin chào đến Zipa nha. Zipa có muốn nằm trong phố không ạ? Hiện tại đi anh phố mình. Ok, ok, và mọi người sẽ thấy đó là những phần quà phía trên. Nếu mà mọi người muốn cái con nhảy theo đường đầu của mọi người thì mọi người cứ gửi quà cho các anh nha. Nếu... Hello Tuấn Đỗ. Hello Trần Gia Bảo. Yeah mọi người ơi, và The Bye Bye Boy thì là một nhóm nhảy luôn có một cái năng lượng tích cực muốn truyền tải đến cho mọi người. Nên là muốn mọi người luôn có những cái năng lượng đó mà The Bye Bye Boy truyền tải mọi người. Yeah, ok, và bắt đầu chương trình thì mời anh Vũ. Anh Vũ sẽ lên cho mọi người thấy một ít năng lượng mà The Bye Bye Boy muốn truyền cho mọi người. Gắn nặng là thương không đeo, quy tắc là thương không theo. Không theo. Nhau đi chơi như bọn chuối, nhưng lại cái dính như băng keo. Quá là đẹp anh mọi người. Như là hoàng cung chưa mới có được, biết là thua nhưng em một cố cực. Và tầm ngắm ăn bắn là có chữ Chan Thanh Mang The Rock. Âm nhạc nguyên thủy đó là analog. Yeah, em xin sẽ thêm anh chân sau nha. Đơn vị kia mà sẽ xuất phát là ở lần đầu. Dám đối đầu với anh thì em cũng ngang đấy. Họ đơn thuộc về khu này đang chạy. Thắng là thua bằng thua bằng đại vậy. Đưa đồng bộ đi lên em như là thang mới. Yada 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 yada. Ok, quá là đã. Đây, kỹ thuật này rất là khó nha mọi người. Phải tập luyện có thời gian rất là lâu thì mới có thể làm được như thế này. Quá là tuyệt vời mọi người. Yeah, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu như mà... buổi chiều rất là vui vẻ. Nếu mọi người đã nén lại bất thời gian ghé ngang phim live của The Bye Bye Boy rồi thì xin mọi người hãy ấn vào màn hình và gửi tặng cho The Bye Bye Boy một vài trái tim của mọi người nha. Quá là đã mọi người. Yeah, yeah. Một quả tim lớn. Xin mời anh Vũ đi. Mời anh Vũ lên dậy tặng cho mọi người một bài hát nha. Ok, ok.
người ơi, đã gặp Phiên Lan thì rồi thì quẩy hết mình cùng The Paper Boys nhé. Cùng chung vui cho buổi chiều ngày hôm nay nào. Lên. Yeah, lên luôn mọi người ơi. Mọi người nếu mà đã ghé lại rồi thì nén ít thời gian cùng với cái thành viên của The Paper Boys sẽ chết hết buổi chiều ngày hôm nay nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you. Ủa mắt Chi muốn hành anh Vũ mà. À, muốn hành anh Phường mà. Không biết là mắt Chi đi đâu rồi ta. Mắt Chi còn ở đó không ta? À, Juniper chứ. Tôi lộn. Hey, music bắt đầu. Cho xin tiếng nhạc để cho các anh khuấy động chương trình đi mọi người ơi. Cái anh còn đây rất là khỏe nên là mọi người cứ thoải mái hành các anh nha. Ok, vũ điệu lên lá. Hello, hello Ngọc Trinh, xin chào tất cả mọi người. Vũ điệu lên lá nha mọi người. Đây là một chương trình nhảy đang rất là hot. Đây là The Paper Boys luôn mang đến sự hiện đại hoặc là sự giải trí muốn gửi cho mọi người. Nếu mọi người đã nhấn lại rồi thì hãy dành những phần quà cho các anh. Lên đi mọi người ơi. Lên quà đi mọi người ơi, lên quà đi. Tôi thấy ở đây các anh còn rất là nhiều năng lượng luôn. Mọi người cứ thoải mái đi mọi người ơi. Hello, hello bé Hạnh. Quá là sai mọi người. Anh Vũ còn rất nhiều tài lẻ cho mọi người có thể chơi yo-yo và cả trồng chuối nữa. Nếu như mà mọi người gửi thì cũng bắn tiền đi đó. Anh Vũ sẽ trồng chuối như thế trong vòng 15 giây nha mọi người ơi. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Yeah, mọi người có thể rất là tình nguyện. Wow, một cái kèm Michelin dành cho anh Vũ. Oh, cảm ơn anh chị Minh Anh. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Hiệu đã gửi tặng một bông hoa hồng. Cảm ơn Minh, anh chị Minh Anh để gửi tặng một cây Michelin. Ok mọi người ơi, còn chân trời nữa mọi người ơi. Ba cây Michelin. Bốn cây Michelin luôn mọi người. Năm cây Michelin. Wow, mọi người ơi. Cảm ơn anh chị Minh Anh. Ok mọi người, thì hiện tại là anh chị Minh Anh đã gửi cho anh Vũ 8 cây Michelin thì mà anh Vũ thể hiện một chút tài năng lẻ của mình. Đó là chơi yo-yo. Yeah, xin mời anh Vũ ạ. Cảm ơn anh rất nhiều nha, mời anh xem phần diễn yo-yo của Vũ. Ok, mời đây là phần trình diễn yo-yo. Come on. Sau đây em đang cùng tổ chinh. Quá tuyệt vời đó mọi người. Còn mọi người muốn xem tài năng lẻ gì nữa nữa anh Vũ thì cứ thoải mái nha. Cảm ơn anh. Yeah, cảm ơn chị, lại thêm một cái bích chinh lên cho anh Vũ ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Wow, này thì vâng. Bốn cây Michelin dành cho anh Vũ nữa ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Yeah, cảm ơn chị rất là nhiều. Đổi bài nha. Đổi bài nha, chị chào đi mình nha. Yeah, yeah. Vậy không để cho mọi người chờ lâu đâu. Hai anh kế bên vẫn còn đang rất là nhiều năng lượng với mọi người cứ Diên Nguyễn, cảm ơn Diên Nguyễn đã tặng hai bông hoa phượng cho anh Phô ạ. Cảm ơn Diên Nguyễn ạ. Hello, em Thái Quân ạ.
biến rất là khó rồi ơi. Yeah, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chị Nguyên Anh. Wow. Lại thêm anh cây Bichinh anh Vũ ơi. Yeah, hôm nay là có lẽ là anh Vũ là người sẽ dùng năng lượng của mình đầu tiên trong game này. Yeah, xin mời anh Vũ. Tụi anh rất là nhiều cơ bắp nha mọi người. Chứ lẽ là ảnh còn rất là khỏe. Vậy mọi người cứ thoải mái hành ảnh đi nha. Không sao mọi người ơi, cứ hành ảnh thoải mái mọi người ơi. Còn cả ngoài văn phương nữa. Yeah, ok, xin mời. Cảm ơn chị rất nhiều. Phải yêu. Trời ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cứ hành cái canh đi mọi người ơi. Dạ, yeah, cái anh còn rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều năng lượng. Và đó điều tôi có thể thấy được. Yeah. Rất yêu nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị ơi, chị Duyên gửi rất là nhiều ạ. Các bạn user thân thiết ở đây ha. Thì mình chỉ còn 4 phút nữa là mình sẽ kết thúc chương trình rồi. Thì mời đại diện nhóm chủ. À em chưa kịp thì đã có một cây bích lên dành cho nhóm chủ rồi ạ. Nhóm chủ định lên luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều nha, yêu lắm nha. Cảm ơn các bạn. Come on. Của nhóm chủ gửi đến các thì còn 3 phút nữa thì sẵn tiện đây thì cũng có các bạn user thân thiết coi từ phim live từ đầu buổi tới giờ thì hy vọng anh nhóm chủ có thể gửi một số lời cho các bạn. Xin chào mọi người, mình là Thế Vũ, mình từng xuất hiện trong rất là nhiều chương trình truyền hình và mình đang đại diện nhóm The Bible Boys. Ngày hôm nay thật sự rất là trân trọng mọi người đã xem phim live này và luôn ủng hộ và theo dõi The Bible Boys trong những phim live đầu tiên, và đó là chính là động lực. Tất cả các bạn user sau đây chính là động lực lớn nhất để các anh tụi mình từ Phường, Hoàng và Vũ có thể cống hiến nhiều hơn để mang đến cho mọi người những giây phút giải trí sau những ngày làm việc vất vả. Trân trọng mọi người, chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nhé. Anh Phường có muốn gửi tới một số lời gì cho nhiều nha. Mọi người ơi, hãy ủng hộ anh Hoàng vì ảnh là thành viên mới của nhóm, cũng là thành viên lớn nhất của nhóm luôn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Juniper bảo là anh Phường bơ Juniper luôn rồi. Hạt ngôn như là anh Vũ với em Hoàng đâu nè. Rồi, bây giờ thì cả nhóm sẽ gửi tặng cho các khán giả, bạn khán giả ở đây một bài nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Phải yêu thương mọi người. Thì nhóm muốn nhảy bài gì đây ạ? Để đi trang chỉnh nhạc ạ. Hàn Quốc ạ. Ok, nhóm sẽ gửi tặng cho các bạn bài đi bài Hàn Quốc nha mọi người. Rất là quen thuộc cho mọi người. Ai một cái audition là đều biết nha. Và bài này cũng là bài kết out của chương trình luôn. Hẹn gặp lại các bạn sau ngày mai nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ok, anh Vũ rất là thích những nhạc của Binzy. Ở đây có ai là fan của Binzy không ta? Ngày mai thì đội ba của con sẽ ra vào lúc 11 giờ nha, Juniper. Ok. Ok. Binzy là bài nhạc hot đây. Thưởng thức nha mọi người. Gánh nặng là thương không đeo, khi nặng là thương không theo. Cảm ơn Phương My đã tích cực tắt tay cho phim này nha. Xin kêu em hết. Hy vọng là các bạn fan của bạn The Bible Boys thì có thể
bạn ngày mai ủng hộ cho The Paper Boy vào những cái giây phút đầu tiên của phiên live. Âm nhạc nguyên thủy đó là analog, double S on the top. Rồi để kèm bằng sự xuất phát là ở trên top. Dám đối đầu với anh thì em cũng ngang đấy. Hoặc là một cái khu này đang chạy. Cắn lần thôi không thôi còn đang đấy. Từ lần bước đi lên anh như là thằng anh mới. Quá là tuyệt vời đó mọi người. Anh Vũ có một tiệc chiêu đi ở trên không rất là cháy đó mọi người. Quá đã luôn. Một okay. Ơi. Xong chương trình này thì cả nhóm sẽ gửi tặng cho mọi người một bài. À đây không phải là tặng mà là trả cho cái trái tim hồi nãy. Ok, cảm ơn bạn Biển Báo Lửa đã gửi trái tim cho nhóm nha. Bây giờ bắt đầu 1, 2, 3. Nhóm có nhảy bài nào ta? Nhóm có nhảy bài Hàn Quốc hả? Ok, nhóm sẽ nhảy bài Hàn Quốc nha mọi người. Những chàng trai của chúng ta rất là muốn cống hiến hết cho mọi người. Hy vọng mọi người xem sau phiên live này sẽ cảm thấy thoải mái và giải trí nhất có thể nha. Thank you everyone. Ok mọi người, bữa nay là kết thúc phiên live rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hoặc là chưa theo dõi thì ấn theo dõi The Viber Boy. Yeah, và chúng ta sẽ gặp lại vào 11 giờ trưa ngày mai nhá. Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Goodbye. 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 Chào đã.